Những tin chính có trong bản tin hôm nay: đánh bại Barcelona, Atletico Madrid góp mặt trong trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha. Giải quần vợt ATP Cup 2020 xác định những cái tên đầu tiên ở vòng bán kết. U23 Việt Nam tập kín trước thềm trận đấu ra quân tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Thế giới Thể thao ngày 10 tháng 1 trên Bóng đá TV và Thể thao TV. Cuối tuần này, tâm điểm của vòng đấu thứ 22 Premier League chính là cuộc đối đầu giữa Tottenham và Liverpool, một trận đấu tái hiện lại chung kết UEFA Champions League mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên lúc này thì Liverpool vẫn đang bay rất cao, còn Spurs thì lại thi đấu cực kỳ phập phù. Dẫu vậy thì đội bóng thủ đô London cũng đã đón nhận một tin vui khi trong thời gian tới họ sẽ có sự trở lại của một cầu thủ quan trọng. Thủ môn đội trường Hugo Lloris của Tottenham đã có thể tập nhẹ sau gần 3 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương khuỷu tay. Dự kiến anh sẽ có thể tập trọn giáo án trong khoảng 10 ngày tới. Như vậy Lloris chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận gặp Liverpool cùng một số cái tên khác như Harry Kane, Moussa Sissoko hay Ndombele. Với Liverpool, họ vừa trao giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 của câu lạc bộ cho Trent Alexander-Arnold. Hậu vệ 21 tuổi đã đóng góp 4 kiến tạo và 1 bàn thắng trong 8 trận ra sân trên mọi đấu trường cho The Cop. Ở một diễn biến khác, Liverpool đã bán tiền vệ Alan cho Atlético Mineiro với giá 3,2 triệu bảng. Còn tại Manchester United, trước cơn bão chấn thương, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã quyết định gọi lại Cameron Bowen-Jackson từ Tranmere Rovers dù hợp đồng cho mượn trước đó của hậu vệ 22 tuổi này có hạn tới hết mùa. Chelsea cũng là một câu lạc bộ đang trọng dụng các cầu thủ trẻ và một trong những cái tên nổi bật là Reece James. Dự kiến hậu vệ 20 tuổi này sẽ được gia hạn hợp đồng trong thời gian tới, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào năm 2022. Và lúc này thì giải quần vợt ATP Cup vẫn đang tiếp tục diễn ra rất hấp dẫn. Đội chủ nhà có những bước tiến cực kỳ vững chắc nhờ sự tỏa sáng của một ngôi sao dù ngổ ngáo nhưng cũng rất tài năng. Nick Kyrgios một lần nữa không làm các cổ động viên nhà phải thất vọng khi giành chiến thắng dễ dàng sau 2 set với cùng tỷ số 6-2 trước Cameron Norrie trong cuộc đối đầu với Vương quốc Anh ở tứ kết. Những bất ngờ xảy ra ở trận đánh đơn còn lại khi Anik Demirov để thua sau 3 set trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Dan Evans. Kết quả này đẩy Australia vào tình thế khó khi Vương quốc Anh sở hữu những tay vợt được đánh giá cao hơn ở nội dung đôi. Dù vậy thì ở trận đấu quyết định, đội trưởng Leighton Hewitt đã có một quyết định táo bạo khi thay cặp đánh đôi dự kiến Chris Guccione và John Peel bằng hai tay vợt chuyên đánh đơn là Alex Domino và Kyrgios. Chiến thuật này đã thành công khi họ ngược dòng đánh bại cặp Jamie Murray và Joe Salisbury với các tỷ số 3-6, 6-3 và 18-16. Một trận đấu mà hai tay vợt của Australia đã cứu tới 4 match point. Khác với trận đấu căng thẳng giữa chủ nhà Australia và Vương quốc Anh, cặp tứ kết sau đó giữa Nga và Argentina lại diễn ra theo thế trận một chiều. Karen Khachanov và Daniil Medvedev đều đánh bại các đối thủ ở hai trận đánh đơn là Guido Pella và Diego Schwartzman. Cặp Gabashvili và Kravchuk cũng chỉ cần hai set để buộc đôi vợt của Argentina chịu thua. Và lúc này thì các tay vợt nữ cũng đang có mặt tại Australia để chuẩn bị cho giải Grand Slam đầu tiên của mùa giải 2020. Nhưng hy vọng số 1 của Australia vẫn là Ashleigh Barty, tất nhiên rồi. Nhưng phong độ của cô tại Brisbane International thì chẳng thể khiến người hâm mộ cảm thấy yên tâm. Không nhiều người kỳ vọng Jennifer Brady sẽ tạo ra bất ngờ trước Ashleigh Barty, nhất là khi tay vợt người Mỹ vừa bào mòn thể lực sau 3 trận đấu tại vòng loại và chưa có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau chiến thắng trong 3 set trước Maria Sharapova ở vòng 1. Thế nhưng người gặp phải vấn đề lại là tay vợt số 1 thế giới Barty. Ở trận đấu chính thức đầu tiên trong năm mới, Barty dường như chưa có được cảm giác tốt nhất khi cô mắc 16 lỗi tự đánh hỏng và không tạo ra bất kỳ break point nào. Như vậy là đủ để giúp Barty có chiến thắng lớn nhất sự nghiệp với tỷ số 6-4 và 7-6. Đây cũng là lần đầu tiên tay vợt 24 tuổi đánh bại một tay vợt nằm trong top 10 thế giới. Cũng giành vé đi tiếp còn có Karolina Pliskova, Naomi Osaka và Petra Kvitova. Nếu như tay vợt người Cộng hòa Séc đánh bại Samsonova với tỷ số 6-3 và 6-2, thì Osaka và Pliskova chỉ lọt vào tứ kết sau những chiến thắng trong 3 set. Trong khi đó tại New Zealand, Serena Williams đã điền tên mình vào vòng tứ kết WTA Auckland Open sau khi đánh bại Christina McHale với tỷ số 3-6, 6-2 và 6-3. Tương tự Serena, Caroline Wozniacki cũng mất 3 set đầu với các tỷ số 6-1, 4-6 và 6-4 trước Lauren Davis để giành quyền đi tiếp.
Tại Ả Rập Xê Út thì một sự kiện thể thao cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, đó chính là Dakar Rally, giải đua xe khốc liệt nhất hành tinh. Mới chỉ có 5 chặng đua thôi nhưng có vẻ những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch đã lộ diện. 2020 là năm đầu tiên Dakar Rally được tổ chức tại châu Á, nhưng với Carlos Sainz, tay đua người Tây Ban Nha đã có lần thứ 12 tham dự giải. Với kinh nghiệm dày dặn, Carlos Sainz đã tiếp tục có một chặng đua thành công. Trải qua hành trình dài 353 km từ Anula tới Hain, tay đua 57 tuổi cùng lái phụ Lucas Crew là những người về nhất với thành tích 3 giờ 52 phút 01 giây, nhanh hơn cặp đôi về nhì là Nasser Al-Attiyah và Mathieu Baume gần 3 phút. Với chiến thắng chặng thứ 2 tại giải, Carlos Sainz tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng tổng với 19 giờ 04 phút 13 giây. Còn ở nội dung đua mô tô, Toby Bright là người giành chiến thắng ở chặng 5 với thành tích 3 giờ 57 phút 33 giây. Tuy nhiên trên bảng xếp hạng tổng, tay lái người Australia vẫn xếp sau Ricky Brabec, người đang dẫn đầu với 19 giờ 07 phút 19 giây. Trái ngược với Toby Bright, người đồng đội của anh tại đội KTM, Sam Sunderland đã phải nói lời chia tay giải đua vì tai nạn gặp phải ở chặng vừa qua. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Thế giới Thể thao. Hôm nay mùng 10 tháng 1 là thời điểm mà có lẽ rất nhiều cổ động viên đã chờ đợi từ lâu. U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Và thử thách đầu tiên của chúng ta chính là U23, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trận đấu ra quân diễn ra vào lúc 17h15 và được tần suất trực tiếp trên kênh VTV6. Vì lý thuyết thì bảng D của chúng ta là một bảng đấu nhẹ hơn so với 3 bảng còn lại. Nhưng nhẹ hơn thì không có nghĩa là đơn giản hơn. Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu ra quân, huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin sẽ có thể giành được một kết quả tốt và chúng ta sẽ cùng xem ông đã chuẩn bị như thế nào trước thềm trận đấu ra quân gặp U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Buổi tập vào chiều ngày 9 tháng 1 cũng là buổi tập kín duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo kể từ khi đến Buriram. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Bùi Hoàng Việt Anh do cầu thủ này vẫn chưa bình phục chấn thương từ buổi tập ngày 7 tháng 1. Trong khi đó, Hồ Tấn Tài chắc chắn phải làm khán giả ở trận đấu tới vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Khó khăn chung của đội tuyển U23 Việt Nam cũng như các đội khác là không có cơ hội làm quen với sân chính trước ngày thi đấu. Ban tổ chức đã yêu cầu tất cả tiếp tục tập trên sân vệ tinh để đảm bảo chất lượng mặt cỏ ở sân vận động Buriram. Và lúc này thì các câu lạc bộ tại V-League cũng đang giao diết chuẩn bị cho mùa giải mới bằng việc tham dự những giải đấu giao hữu. Câu lạc bộ Dưới Nam Hà Nam Định vẫn đang cố gắng tìm kiếm những ngoại binh chất lượng để chuẩn bị cho một cuộc cạnh tranh mới hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt. Vừa mới tham gia giải tập huấn SHB Đà Nẵng cách đây chưa lâu, câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định lại tiếp tục bước vào giải Viettel mở rộng 2020 cùng 7 đội bóng khác ở V-League. Không chỉ là cơ hội cọ sát rất hữu ích, thông qua các giải đấu như này, đội bóng Thành Nam đã có được bản hợp đồng với tiền đạo Đỗ Melo và phát hiện ra các nhân tố trẻ bổ sung vào lực lượng của đội ở mùa giải 2020. Về mặt nội thì đã phát hiện ra một số các cháu trẻ có tiềm năng. Hai nữa là chúng tôi vẫn còn đang trong quá trình là tìm các cầu thủ ngoại nữa. Mà không cái gì bằng thi đấu cọ sát và thi đấu trực tiếp này. Chứ tập không thì nó cũng rất là khó nhìn nhận ra rõ ràng. Như các bạn đã biết, đã có được một cái bản hợp đồng với Melo là một cầu thủ nhập tịch. Nên cái đấy là rất là lợi thế anh tôi và có nhiều cái sự lựa chọn trong cái sơ đồ chơi của đội bóng. Sau khi chia tay tiền đạo Diogo Pereira, Dược Nam Hà Nam Định đã tiến hành thử việc 4 ngoại binh ở giải Viettel mở rộng. Ban huấn luyện đội bóng Thành Nam kỳ vọng sẽ tìm kiếm được một tiền đạo và một tiền vệ ngoại nữa để chia lửa với Đỗ Melo trên hàng công. Trong khi đó, ở hàng thủ, Tony Abaji vẫn có hợp đồng với Dược Nam Hà Nam Định đến hết mùa giải 2020. Vì thế, xuất ngoại binh còn lại của đội bóng sẽ là một trung vệ để thay thế vị trí của Lê Văn Phú để lại sau khi mùa giải 2019 kết thúc.
Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi muốn lưu ý với quý vị và các bạn rằng Gala Cúp Chiến thắng, buổi lễ tôn vinh những huấn luyện viên, vận động viên có những đóng góp nổi bật trong năm sẽ được tần suất trực tiếp trên kênh Bóng đá TV và Thể thao TV vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Và chúng tôi cũng xin phép được nhắc lại là hôm nay mùng 10 tháng 1, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á gặp các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Trận đấu này diễn ra vào lúc 17 giờ 15 phút và trực tiếp trên kênh VTV6. Tất nhiên của đối đầu này cũng như những sự kiện thể thao rất đáng chú ý như là UEFA Champions League, UEFA Europa League, Premier League và các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, tất cả cũng sẽ đều có trên ứng dụng OnMe. Còn bây giờ để thay cho lời chào tạm biệt, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những tin chính đã có trong bản tin hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Tại siêu cúp Tây Ban Nha, Atletico Madrid sẽ đối đầu với Real Madrid trong trận đấu chung kết sau khi đội bóng này vượt qua Barcelona 3-2 ở trận bán kết. Tại làng quần vợt, vượt qua Argentina và Vương quốc Anh, đội tuyển Nga cùng chủ nhà Australia là những cái tên đầu tiên góp mặt tại bán kết ATP Cup. Trước thêm trận đấu mở màn bảng D vòng chung kết U23 châu Á gặp đối thủ U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu U23 Việt Nam tập kín. Ngoài Hồ Tấn Tài chắc chắn vắng mặt vì thẻ phạt, Bùi Hoàng Việt Anh cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương.